nông dân Kiên Giang nè, đi thăm cái vườn lúa của Phong, coi chừng nó lọt ghe nha. Dân Kiên Giang biết chèo không vậy, em đưa đây dân Sài Gòn chèo cho nè. Ê Phong, Phong làm vụ này là vụ thứ hai rồi Phong em. Ờ thì làm thử mà xé nháp, còn vụ này là em làm với Thuận Thiên là mấy công? Là 36 công tầm lớn. 36 công tầm lớn tức dạ. Là 40, nếu công nhà nước á là thành hơn 4 hecta đó. Dạ. Đây là giống gì? Đài thơm 8. Đài thơm 8. Dạ. Hay á. Gia đình Phong là nhiều anh em lắm phải không? Nhiều đất lắm phải không? Nhưng mà chỉ có một mình Phong là làm theo Thuận Thiên từ năm ngoái tới năm nay đúng không? Dạ, chỉ có một mình là đài thơm 8. Tin tưởng nhưng mà em đầu tư một công tầm lớn là 1.296 mét vuông này là bao nhiêu tiền? Tới hôm nay nữa là bao nhiêu tiền? Là 1.100.000. 1.100.000. Dạ. Tức là chưa có hữu cơ của Thuận Thiên. Chưa có hữu cơ. Anh biết đất ở đây phù sa nhiều, chỉ cần xin á là một công á, một bao hữu cơ 25kg thôi thì nó còn đạt hơn nữa. Coi cái lá lúa này. Đó, nhìn cái lá lúa mà nó như cái lá xả vậy nè. Thái, em đo thấy coi nó dài bao nhiêu, thấy lấy cái ngón tay mình em đo coi. Không dám chơi của học luôn, là chơi là bỏ luôn đó. À tức là cũng có một bị một ít cái không đáng kể. Bỏ luôn của học không. Cái này là anh xài bên. Trời ơi. Trời ơi. Em xài bằng tay ra, em xài bằng tay ra. Em lót cái lê lúa dưới cái tay của em, kéo cái tay này lên, nghe lên. Đúng rồi. Không, em lót từ đây, em đặt cái ngón tay cái góc lúa. Đúng rồi. Ok. Dài kinh hồn. Ô dài. Trời ơi. Tại vì lý do cái đất anh khúc này nó hơi bội. Bông lúa này dài hơn Thái luôn Thái. Dạ hơn bên em. Dài hơn của Thái. Ơ quên lộn cho dài. Dài hơn lúa. Lúa dạ thiên đàng. Dạ là lúa dài đúng. Vậy là chết à. Dạ đúng rồi. Yên tâm, nhưng mà cái xi nó giải độc rất là tốt. Dạ. Về lý thuyết đó thì người ta phải làm, khi mà làm hóa chất bao nhiêu năm á thì trên thế giới nó không có chất cải tạo đất xi đó, thì người ta phải làm 3 năm rồi người ta mới gọi là hết cái nitrat, cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Nhưng mà của mình nó giải độc rất là nhanh. Cả cái NOCAP là cái độc nhất của thế giới, cái này cấm 40 năm mà chúng ta chỉ cần 35 ngày là chúng ta đã nâng một pH rồi. NOCAP, MOCAP. Wow. Đó đúng rồi đó. Tức là do là đúng ra đó, chúng ta làm lúa đó bằng xi đó thì chúng ta phải làm chậm hơn người khác 9-10 ngày. Nhưng mà do cái công á nên là Phong nó làm một lượt luôn. Thì bây giờ hôm rồi đã tháo nước vô rồi nè. Nhưng mà bây giờ đó là giờ qua từ định là mùng 4 cắt, nhưng mà giờ qua mùng 9 cắt là tiếp tục, bây giờ phải tháo nước vô tiếp. Mà tháo nước vô tiếp thì cái bông nó rất là chắc. Chứ không phải là cái khi mình cắt rồi đó nên mình để đất nước nẻ lòng đúng đâu. Tôi nói lại thôi, ví dụ như là trước khi cắt 7 tới 9 ngày thì lùa nước vô xong rút nước ra liền. Mê ha. Nếu còn bao hữu cơ nữa tuyệt ha. Đất này phù sa tốt. Phong. Như vậy là sau cái vụ này thì mấy người trong gia đình em á, mấy ông anh em của em á có quyết định vụ tới làm xi không? À, mấy ổng nói cũng chưa có dám chắc, nhưng mà em quyết định em làm hết. À em làm hết tức là vụ làm tiếp theo tầm lớn. À thì làm rồi nè, bây giờ tiếp tục làm nữa đúng không? Là đến bây giờ mà anh em trong nhà vẫn chưa tin á. Dạ có hữu cơ mà bây giờ thì chưa có hữu cơ. Có rồi thì bây giờ đã có đại lý rồi. Dạ. Và anh hy vọng em có là một cái đại lý ở đây nha. Tại vì Phong là tương tác với Tuấn từ năm ngoái. Em khi dám bò lên Tiền Giang cả một mình lên chảnh mà. Đúng rồi, đi lên tới hội chợ. Từ đây chạy lên tới hội chợ Tiền Giang nên rất là quý Phong ở chỗ này. Mặc dù Phong chưa đi học nhưng mà thôi đâu có sao, khu này lúa không à. Lúa. Đâu có cây ăn trái gì đâu. Cái đây là gọi là cái gì em? Cái vùng đất này. Ấp Tân Thành, xã Dục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Ok. Dục Tượng. Cái này là có hữu cơ mà xử lý. À thôi vụ sau một bao thôi, một công xin một bao thôi. Nhưng mà vụ sau nó sẽ, mọi người thấy nó sẽ tốt hơn vụ trước. Đâu? À, em xạ là bao nhiêu, một công tầm lớn là bao nhiêu ký đây? Tầm lớn em xạ 15 ký mà sau này em sẽ giảm hơn nữa. Giảm xuống. Giảm xuống. Rồi. Giảm xuống. Còn 12 ký thôi. Ký. Còn 12 ký. Dày, đúng rồi. Tại vì nó nở bụi.
làm cái xi. Tùy theo giống, chẳng hạn như thơm 8 này đó, nếu anh xạ giống giống cấp xác nhận 10 kg 11 kg thôi. Đúng rồi. 10 kg 11 kg. Tây tôi có làm rồi. Chính xác. Nhưng mà tại vì nông dân mà giảm nhiều quá đó là người ta lo lắng. Nên mình giảm xuống 12 kg, sau đó dân tự động. Em mới làm em cũng lo, em cũng chưa tin tưởng xi. Em làm 15 kg em vẫn lo. Dạ. Ok. Đó, cứ vậy. Giống như anh Liêm cũng vậy. Liêm cũng vậy. Cũng làm 15 kg. Nhưng mà sau đó bỏ bớt 1 kg còn 14 kg. Nhưng mà năm nay vụ tới là Liêm xác định là 10 kg. Đây thơm 8. Không một giọt hóa chất nào đúng không? Anh vô mua lúa, anh nói là bán cho anh đi 1 tấn mốt. Anh trả tiền liền, khỏi căng, anh tự lo. À, người ta nhìn tới biết. Em không chịu. À, là giá bao nhiêu? Em giá đợi... 5 ngàn mốt 50. À. Là em lấy cặp cách đây cũng 5 ngày à. À, à. Dạ. Vậy đó hả? Rồi, tức là giá lúa này, lúa này không hóa chất cũng bằng giá lúa có hóa chất. Thôi từ từ. Tôi hứa là cuối 2020 này lúa không hóa chất sẽ có một cái giá khác. Sẽ cố gắng. Sẽ cố gắng. Tại vì từ 4 triệu rưỡi hecta nhà nước đang muốn giữ lại chỉ cần 1 triệu rưỡi hết thôi để an ninh lương thực và cái thấy Phong ơi, 5 ngàn mốt là cũng có lời 1 tấn mốt hả? Người ta xác định là một tấn mốt là em chưa chịu. Bên này là của ai? Của ông anh. À nên nó nhiều cái lá đây, nó nhiều cái lá nó bị vậy đây ha. Không sao. Nhưng mà nhìn hai cái màu nè, nhìn hai cái ngọn lúa này nó khác nhau nè. Thấy không? Đó. Đi quay ngược tới chiều kia đồng hồ. À chiều ánh nắng mặt trời. Đó, và qua bên đây nó khác. Bên đây đầu tư thì một công tầm lớn, mà ông anh em là đầu tư bao nhiêu? Bên đây có người ngủ. Ông anh là 1 triệu 7. 1 triệu 7? Dạ. Thôi bên này 1 triệu 1. Dạ. Bên này người ta đánh giá là dân mua lúa đánh giá là một công tầm lớn này khoảng bao nhiêu? Cái này là tấn trở lại. Bệnh gãy cổ nhiều lắm nè anh Tuấn. Bệnh gãy cổ nhiều. Biết rồi. Nhìn bộ lá là biết rồi. Anh này nhìn quay cái lá là biết rồi này. Khô của dân dân trong nghề người ta nhìn là ta biết này. Dưới phần anh là nhìn lên anh thấy bông nó càng phơi lên chừng nào là lúa nó năng suất nó kém. Nó kém. Còn cái này nó giấu bông. Cái lá này nha. À. Nó càng giấu là nó càng. Ok. Nè thấy lấy cái ngón tay thấy đặt giống hồi nãy đi, mình đo cái bông lúa ở đây nè. Em không biết lấy cũng tập, em lấy cái nước. Em kéo cái nè, nó cũng vậy, nhưng mà cái lượng hạt giống như ở trong nè, em lấy ở trong á. Cái này là bụi ở ngoài. Đó, mình lấy cái bụi ở trong á. Được lấy nhiều mà bông nó ít hơn. Cái hạt lúa nó ít hơn. Cái độ dài thì nó có thể là nó cũng gần tương đương. Nè, hơi ngắn chút xíu thôi. Hơi ngắn 2 phân. Mà ít lúa hơn. Ờ, nhưng mà vấn đề hạt lúa nó ít hơn. Cái bông lúa này quá trời hạt rồi nè. Lấy nhiều hơn nè. Cái bông lúa này nó quá trời hạt rồi nè. Nên là chắc hạt hơn giờ ta. Dạ chắc hạt hơn. Không phải nó chọc hả? Hay ha. 1 tấn mốt. 1 tấn mốt mà 5 ngàn mốt mấy chục hả? Cái xi của mình là làm cái này ít hơn nữa nè nghe. Cái này là cái gì? Cái lúa cỏ. Lúa mà. Cái xi của mình là đất nó xốp, nó tươi xốp. Còn cái đất, cái hạt lúa này nè, nó sẽ lọt xuống dưới đất rồi nó có oxy nó thoáng ra. Là nó sẽ mọc mầm, nó sẽ diệt cái này. Ok. Hạn chế được cái này nữa. Hiểu rồi. Đất nó tươi xốp lên là nó hiểu. Lúa mà. Còn 4 triệu rồi. Vậy là lời rồi. Lời còn khoảng 4 triệu á. 4 triệu. Dạ. Trên. Có đầu tư có 1 triệu mốt hả? Không, còn có tiền cắt. Dạ. Cắt rồi. Tổng chi phí là khoảng 4 triệu vô này. Dạ. Cắt rồi xới, tiền xới thì cắt đi. Chưa tính tiền đó hả? Là tiền phân với tiền thuốc. À, còn tiền xới cắt thì... Xới cắt mình cộng cho luôn. Không, mình đang so sánh bên này là 1 triệu, 1 triệu 7 là tiền phân thuốc. Còn tiền xới thì giống nhau hết rồi. Tiền xới giống nhau hết. Cái này là chắc là... Nè. Chứ vậy? Không lên. Tại vì thường năm là làm thuốc. Không cần. Không. Tụi em phải để cái này để cho là cái nơi lưu trú.
lưu trú của cả thiên địch, cả tất cả mọi thứ, cả con có hại luôn, không sao hết nha. Đừng có xịt thuốc gì cỏ, có bờ em giữ là có một mình em à. Ừ. Rồi nhà nó, rồi bây giờ là phải đưa vợ đi làm nữa, ừ. Đi rước về nữa. Ừ. Đó. Anh làm ruộng ở đây hả? Anh có làm ruộng ở đây hả? Không à. Dạ. Ok. Chà, đã ha. Đó, phải có những người á, phải có những người như Phong vậy đó thì cái vùng đất này mới thay đổi. À. Trước khi mình chỗ em nói là 750, 750 đến nhà ta 7000 ký. Em bây giờ là một tháng mấy cũng mốt nữa. Tại phải mình kỹ á. À. Mình nghiên cứu mình sẽ 7000 một ký mà anh xin lại nửa bao làm giống mà hơi bị khó khăn. Năm nay là 170. Vụ tới là gần 200 công. À. Tiếp đồng rồi đó. Em nghe nói giống thiên đàng. Trời đã quá ha. Rồi. Ai kìa băn khoăn thì cứ tiếp tục theo dõi ha. Tuấn sẽ còn về. Tại vì sắp tới thì Phong sẽ tiếp tục làm với Thuận Thiên. Nhưng mà chắc chắn vụ sau sẽ đẹp hơn. Vụ sau chắc chắn phải đẹp hơn. Vì phải có hữu cơ. Ở Tân Phước rồi đã có cái đại lý chỗ Nhã rồi. Đó. Nhã đó, Nhã đây. Thì kết hợp chỗ Phong nữa. Từ Nhã xuống Phong là bao xa? Từ em xuống Phong này chắc có khoảng mười mấy cây. Thôi, đó. Học hỏi mình là trồng cây sầu riêng thì bây giờ mình học hỏi cái bên cái lúa để kết hợp nhau làm. Em xịt mấy lần? Em xịt 4 lần. 4 lần, vụ đầu. Ok, vụ sau nên xịt 3 lần là được. Mỗi lần em xịt là em cho anh Tú hay đó, em không có dám gọi cho anh Tú. À, tại vì anh nhiều việc. Đúng rồi. Gọi cho anh Tú thường. Ok. Rồi, vậy thôi, mình về. À, cái lúa ma đây, cái lúa ma đây hả? À, cái lúa ma cũng ít ha. Nó chỉ ở một cái bé bì thôi. Nhiều lắm anh. À. Hạn chế nhiều lắm anh. À. Nào mà làm có làm chi là để ý cái này coi, nó hạn chế rất là nhiều á. À, ok. Ok. Tại vì cái này tôi sẽ về tôi giải thích cho mọi người. Cái lúa này nè nó rớt ở dưới mương chừng 2 3 năm nó đem lên nó vẫn mọc bình thường. Rồi cái này anh cấp anh ấy anh có xịt diệt mầm không? Kết hợp chứ? Có chứ. Có chứ. Vụ đầu tiên phải nên diệt. Nói anh à, nếu anh diệt mầm thì nó là giảm rồi. Cũng là một cũng nói là hàng si nhưng mà có một cái cũng như là anh diệt mầm là nó đã. Đương nhiên. Ý em nói là bây giờ nè, thí dụ như đúng rồi, bây giờ mình so bánh bên này nè. Dạ. Mình thấy nè. Bên này rất là nhiều, mà bên này á thì lâu lâu mới có một bụi thôi, chính giữa không có. Chỉ có một bì thôi. Nhà bên này nè, bên này nè, đó nè, có nó nè. Nguyên một đám luôn nè, thấy chưa? Tức là mình so sánh như vậy đó. Còn như phải diệt mầm. Vụ thứ ba trở đi khi nào mà trùng đất mà xuất hiện kín hết trên mặt đất thì lúc đó mới bỏ thuốc diệt mầm. Nên chính vì có diệt mầm nên si có tăng lên 3 lít trên cho 1000 m vuông. À, chứ đúng ra khoảng 2 lít cho 1000 m vuông thôi. Nhưng mà do cho phun thuốc diệt mầm. Ừ. Thì này, còn đây lâu lâu mới có một cây thôi này. Này lâu lâu mới có. À. Rất ít. Bên này nhiều, bên này quá trời. Đúng không? Anh thấy bên này nhiều đúng không? Hạn chế nhiều lắm. Bên này nhiều đúng không? Dạ. Ừ, nè. Xưa là cũng đều nhau à. Người ta cũng xịt phải xịt mầm hết. Bên này nhiều nhìn. Nhưng ở đây cả đám không thấy. Không thấy nó cao hơn. Vẫn có. Hạn chế nhiều lắm. Rồi, bây giờ đưa nước vào. Tại vì mùng 9 mới gặt sẽ đưa nước vào tiếp. Em gửi cái hình cho anh là thấy anh em chịch gì cái nhà này nữa. À, nữa làm cái điểm mốc ha. Đúng rồi đó. Nhiều khi em chụp cái khác em gửi cho anh rồi. À, đúng. Cư dân mạng nó ghê lắm, nó soi ghê lắm. Rồi ok. Mấy tháng sau anh lại về nữa. Tại vì tính ra cũng gần. Thật sự cũng cái nước của anh. Rồi, thôi mình về nhà. Uống nước tà đi. Ăn nước mía. Thằng Thái nhân viên anh nó thích uống nước miếng à. Cái có hả? Ngoài à. Nó chở ngoài à.